Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất chính phủ tăng lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp thêm 6% mỗi tháng, bình quân 238.000 đồng từ ngày 1 tháng 7 tới. Mức lương tối thiểu tháng được đề xuất tăng 200-280.000 đồng tùy từng vùng. Nếu được thông qua, lương vùng 1 nâng lên 4.960.000 đồng, vùng 2 4.410.000 đồng, vùng 3 3.860.000 đồng, vùng 4 là 3.450.000 đồng. Lương hiện hành của các vùng hiện từ 3.250.000 tới 4.680.000 đồng. Việc tăng lương tối thiểu vùng nếu được thực hiện từ ngày 1 tháng 7, đồng bộ với cải cách tiền lương khu vực công. Cụ thể từ ngày này, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người hưởng lương hưu chính thức được áp dụng mức lương tăng mới. Trong đó, lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức được điều chỉnh lên mức 1.800.000 đồng một tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức hiện hành. Lương hưu cũng được điều chỉnh tăng 12,5% và 20,8% đối với nhiều đối tượng. Lương tăng là niềm vui lớn cho người lao động vì có thêm một khoản thu nhập cải thiện đời sống cho người lao động trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên bên cạnh niềm vui thì nhiều người cũng lo lắng vấn đề té nước theo mưa, giá cả hàng hóa tăng lên theo lương. Nếu tăng lương mà giá cả hàng hóa cũng tăng theo, đời sống của người hưởng lương cũng như người lao động nghèo không được cải thiện. Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, giá và lương có quan hệ với nhau hết sức chặt chẽ. Khi lương tăng, giá cả hàng hóa ổn định thì tiền lương tăng mới có giá trị với người lao động. Vì vậy, nhà nước phải kiểm soát được lạm phát, nhất là giá cả các mặt hàng thiết yếu. Chuyên gia lao động tiền lương Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết mức lương được điều chỉnh tăng theo chỉ số tiêu dùng CPI. Thực tế, tình hình giá cả tăng theo lương hạn chế hơn so với những lần điều chỉnh trước. Hiện nay, có mặt hàng tăng, mặt hàng giảm, nhà nước cũng nỗ lực kiềm chế lạm phát. Trên thực tế, chính phủ sớm đề ra một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để kiểm soát lạm phát. Trong đó, Ban chỉ đạo điều hành giá chỉ đạo các bộ ngành phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai chính sách quản lý giá thận trọng, hợp lý và chủ động bám sát diễn biến thị trường, thường xuyên đánh giá, dự báo để điều chỉnh phù hợp, góp phần đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. Chú trọng việc xây dựng tính toán liều lượng và thời điểm điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do nhà nước quản lý, điện, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Việc thông báo sớm lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng cũng cần được chú trọng để tránh bị động trong phối hợp chính sách. Chính phủ cũng đặt ra yêu cầu đảm bảo thông suốt hoạt động cung ứng, lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ, nhất là đối với xăng dầu và các mặt hàng chiến lược có khả năng bị ảnh hưởng từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, sẵn sàng các phương án can thiệp bình ổn thị trường phù hợp kịp thời khi có những cú sốc bất ngờ xảy ra.